Ở thời điểm hiện tại, Lionel Messi vẫn đang là cầu thủ tự do sau khi chính thức đáo hạn hợp đồng với Barcelona vào hồi đầu tháng 7. Siêu sao người Argentina từng bị đồn đoán sẽ gia nhập vào PSG ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên, với những nỗ lực tới từ phía chủ tịch Barca, Joan Laporta, chân sút 34 tuổi được cho là đã đồng ý tiếp tục ở lại đội bóng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau thời gian dài đàm phán, đôi bên đã đi đến quyết định cuối cùng về mức lương cũng như thời hạn hợp đồng trong bản giao kèo mới. Theo đó, Messi sẽ chấp nhận giảm 50% lương để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Camp Nou với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Nếu như để chọn ra người đàn ông hạnh phúc nhất trong năm 2021 của môn thể thao vua, chắc chắn lá phiếu mang tên Lionel Messi sẽ được vote rất nhiều. Với chức vô địch Copa America đầy ngọt ngào cùng Argentina, M10 còn làm được rất nhiều điều phi thường khác ở tuổi 34. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại 8 điều khó tin mà chỉ Messi xô đổ trong năm 2021 các bạn nhé. Bàn thắng tuyệt nhất tại Champions League 2020-2021 với PSG. Dù phải chia tay Champions League ngay tại vòng 1/16 trong tuổi hổ khi đã bị Paris Saint-Germain đã bại với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận, nhưng Barcelona cũng có một chút sự an ủi với pha lập công đầy đẳng cấp của Lionel Messi. Cú nã đại bác không thể cản phá này của em Puga đã lọt top đề cử bàn thắng đẹp nhất tại Champions League mùa 2020-2021. Một pha dứt điểm làm cháy lưới thủ môn theo đúng nghĩa của Messi đơn giản là không thể cản phá. Vua phá lưới tại Copa America 2021, 4 bàn thắng. Ngoài chức vô địch phải nói là ngọt ngào nhất trong sự nghiệp của mình, Lionel Messi còn tự nhân đôi hạnh phúc cho bản thân khi giành được danh hiệu vua phá lưới tại Copa America 2021. Với 4 pha lập công có được, đội trưởng của Argentina đã chia sẻ danh hiệu vua dội bom cùng với Luis Diaz của Colombia. Một mùa hè thực sự khó quên với riêng cá nhân Messi, một niềm vui mà chính bản thân siêu sao này đã tìm kiếm và chờ đợi quá lâu. Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất Copa America 2021, 5 đường truyền. Ở hạng mục vua phá lưới, Messi phải chia sẻ vị trí số 1 với Luis Diaz. Nhưng khi chuyển sang chủ đề kiến tạo thì bỏ chắc nguyên tử tuyên bố không có đối thủ tại Copa America năm nay. Với 5 đường truyền thành bàn, siêu sao của Barcelona đã bỏ xa người đàn em thân thiết Neymar tới 3 đường, 4 bàn thắng và 5 kiến tạo. Lionel Messi đã tạo ra một khoảng cách không thể san lấp so với phần còn lại của giải đấu. Bàn trên chấm đá phạt. Có một câu chuyện kinh dị dành cho các thủ môn trên thế giới được gói gọn trong 4 chữ như thế này. Khi Messi đá phạt, có lẽ mỗi khi em Bunga đặt trái bóng lên chấm đá phạt trực tiếp và lấy đà, hàng rào đối thủ cũng như thủ môn đều hiểu rằng mọi nỗ lực cản phá cũng chỉ để làm cho đúng thủ tục mà thôi. Chứ Messi cứ sút như thế này thì đỡ thế nào cho được bây giờ bà con?
5 bàn thắng từ chấm đá phạt hàng trào ghi được trong một mùa giải là con số vô cùng đáng sợ mà có lẽ trong thế giới bóng đá hiện đại này chỉ có Lionel Messi mới làm được điều điên rồ đó mà thôi. 159 lần rê bóng thành công tại La Liga. Một khi đã để Messi chủ động đi bóng, thật khó có cầu thủ nào có thể giành lại được quyền kiểm soát hết. Với chỉ số rê bóng và giữ bóng cao chót vót, cảm tưởng trái bóng cứ như đang dính chặt vào chân của số 10 bên phía Barcelona vậy. Và thông số đáng sợ, 159 lần rê bóng thành công chỉ tính riêng tại La Liga đã cho thấy khả năng điều khiển trái banh của Messi là đỉnh thế nào. Không cần sử dụng quá nhiều kỹ thuật màu mè, nhưng dường như cầu thủ đội bạn đều bất lực toàn tập và chỉ biết lặng nhìn Empulga nhẹ nhàng đi bóng vượt qua mình. Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2021. Như đã đề cập ở trên, Lionel Messi vừa trở thành vua phá lưới, lại ẵm luôn cả danh hiệu vua kiến tạo. Vậy thì còn điều gì ngăn cản ban tổ chức trao tặng luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Copa America cho người đội trưởng tuyệt vời của tuyển Argentina này đây ạ? Đã từng cắn răng thi đấu với một bên chân rớm máu, lại một lần nữa phải khẳng định rằng Copa America 2021 là giải đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi. Mà không nhớ sao được khi mà bỏ chép nguyên tử đã ẵm mọi danh hiệu cao quý nhất từ cá nhân cho đến tập thể của giải đấu luôn rồi còn đâu. Bàn thắng trong 38 lần xuất hiện. Bước sang tuổi 34, trong khi nhiều cầu thủ đã tính đến chuyện treo giày hay tìm những giải đấu ít cạnh tranh để dưỡng già, thì Lionel Messi vẫn ra sân và nổ súng với tần suất không tưởng. Với 33 bàn thắng chỉ trong 38 trận xuất hiện trên sân, Messi vẫn là một điều gì đó mạnh thực sự khiến lớp đàn em trên hàng công dù rất nhiều tài năng nhưng chỉ một số ít có thể vượt qua ông anh huyền thoại này trong khâu dội bom. Trong 38 lần xuất hiện, nói về Messi mà chỉ nhắc đến bàn thắng không đã động đến kiến tạo thì thực sự là một tội ác tày đình. Đã từ lâu, các huấn luyện viên đều để Messi thi đấu tự do theo đúng sở trường của mình. Chính vì thế, cho nên M10 đã được thỏa sức thể hiện sự sáng tạo vô bờ bến. Ngoài việc trực tiếp gây ra tổn thương cho mảnh lưới đối thủ bằng những bàn thắng, Lionel Messi còn liên tục tạo điều kiện cho đồng đội làm điều tương tự. Với 14 đường kiến tạo trong mùa vừa qua, chú bò chét già này vẫn đứng top chân truyền thượng hạng trên thế giới. Đó chính là đẳng cấp của một huyền thoại. Vừa rồi là 8 điều phi thường mà chỉ có Lionel Messi làm được trong năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.